hình ảnh mới nhất của Mỹ nhân bốc lửa một thời Kim Ngân tại Mỹ Thúy Nga chia sẻ vô tình gặp lại Kim Ngân đang đi lang thang trên đường phố Mỹ xót xa khi đàn chị ốm hơn nói nhạc nhiều hơn mới đây diễn viên Thúy Nga chia sẻ đoạn video trên trang cá nhân cho biết vô tình gặp ca sĩ Kim Ngân đang lang thang trên đường phố Mỹ Nữ danh hài nhận xét đàn chị gần đây khá xuống sắc, ốm hơn, nói nhảm hơn xưa. Nhìn thấy thương mà không biết giúp sao, Thúy Nga bày tỏ. Chứng kiến tình cảnh của Kim Ngân, Thúy Nga cho đàn chị 100 đô để tiêu vặt. Dù ngỏ lời đưa về chỗ ngủ để nắm tình hình, thế nhưng Kim Ngân kiên quyết giấu, sau đó cầm tiền bỏ đi. Cuộc sống lang thang không người thân không nơi nương tựa của ca sĩ Kim Ngân tuổi xế chiều khiến nhiều khán giả xót xa. Trước đó, vào hồi tháng 4, Thúy Nga cũng từng tình cờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân trên đường phố và chở đàn chỉ đi ăn uống. Mỗi lần thấy Kim Ngân là tôi lại thấy buồn, hát hiu. Buồn mà nản luôn. Lâu lâu tôi ngồi xem lại clip ngày xưa đi với Kim Ngân mà buồn. Tôi buồn vì chưa làm tròn mọi thứ với chỉ Kim Ngân. Buồn vì số kiếp chỉ vẫn còn khổ. Nữ xanh hài từng bộc bạch. Thời điểm đó, Kim Ngân tỏ ra khá tỉnh táo, gương mặt tươi tắn và thậm chí còn cười, dù bình thường gần như không cười. Khi Thúy Nga hỏi rằng nếu bây giờ được một người nào đó đứng ra lo nơi ăn trốn ở đàng hoàng thì kim ngân có đổi ý như trước không nữ danh ca hải ngoại tỉnh đám một thời khẳng định giả dạ không chắc chắn không đổi ý thậm chí khi đó kim ngân còn thẳng thắn thừa nhận mình điên khiến thúy nga phải thốt lên khi biết mình điên là mình đã tỉnh rồi đó kim ngân từng là ca sĩ nổi tiếng một thời tuy nhiên những biến cố cuộc đời khiến cô dần xa ngã lao vào cuộc sống buồn thả chính điều này cũng khiến nữ ca sĩ dần bị xa lánh và bị loại khỏi giới nghệ sĩ tại hải ngoại sự nghiệp vì đó cũng tuột dốc không phanh ca sĩ kim ngân từng được nghệ sĩ thúy nga công khai giúp đỡ không chỉ thường xuyên cho tiền kết nối đàn chỉ với các mảnh thường quân thúy nga còn thuyết phục nữ ca sĩ về sống trong phòng trọ sau thời gian dài lang thang trên đường phố ở mỹ thế nhưng trước những ồn ào rắc rối liên quan đến tiền thúy nga đã quyết định ngừng hỗ trợ kim ngân